Để có thể nhận được kính của Gozo thì mọi người cần phải hoàn thành 3 bước sau. Bước đầu tiên thì phải vào trong nhóm này. Bước thứ hai, tham gia trò chơi. Và bước cuối cùng là chiến thắng 10 ván game. Và vì đây là sự kiện giới hạn nên nhấn nhanh kẻo không lấy hết đấy.